Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với bản tin tối hôm nay 23 tháng 12 trên các nền tảng của FBNC. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất đến cho quý vị những thông tin chính yếu trong ngày và kết nối đến quý vị những thông tin đặc biệt sẽ có trong các bản tin tiếp sau đó của FBNC. Mở đầu phần tin thế giới, bản tin tối hôm nay là thông tin về nước láng giềng Campuchia. Thưa quý vị, mới đây các quan chức và chuyên gia của cơ quan truyền thông Campuchia đã tổ chức hội đàm trực tuyến với các đại diện của Facebook. Dẫn đầu phía Campuchia là Bộ trưởng Truyền thông Che Van Det. Trong cuộc họp, phía Campuchia bày tỏ mong muốn hợp tác với Facebook về các vấn đề thuế điện tử, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn để Campuchia có thể xây dựng các bộ luật và cơ chế làm việc hoàn chỉnh với các thực thể mạng xã hội. Điều Facebook đã thành công trong hỗ trợ một số quốc gia trong khối ASEAN. Bên cạnh đó, Campuchia cũng mong muốn Facebook sẽ mở văn phòng đại diện tại nước này trong tương lai. Tổng thống Indonesia vừa thông báo sẽ cải cách nội các sau khi hai thành viên chính phủ bị bắt vì liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Thông báo được đưa ra khi Indonesia vẫn đang bất lực trước sự quay lại mạnh mẽ của COVID-19, làm ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế và xã hội. Các số liệu gần đây cho thấy kinh tế Indonesia đang bước vào suy thoái, thậm chí còn tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cách đây hơn 2 thập kỷ. Tính cả hai bộ trưởng mới bị bắt, gần đây Indonesia đã có 4 bộ trưởng phải rời chức vụ. Trong thông báo, Tổng thống Widodo cho biết thị trưởng thành phố Surabaya sẽ được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng các vấn đề xã hội. Thứ trưởng Quốc phòng Wahyu Jengodo sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng hàng hải và nghề cá. Cựu phó thống đốc Jakarta Sandiaga Uno sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng kinh tế và du lịch. Đại sứ Indonesia tại Mỹ Muhammad Lutfi sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng thương mại. Cũng liên quan đến Indonesia, trong thời gian gần đây, Đài Loan đã đóng băng mọi hợp tác lao động với quốc gia này do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Ước tính hiện tại có khoảng 265.000 lao động Indonesia đang làm việc tại Đài Loan và con số tiếp tục tăng. Mới đây, trong cuộc họp trực tuyến giữa đại diện hai chính phủ, phía Indonesia đã bày tỏ mong muốn Đài Loan xem xét lại chính sách và vẫn tiếp tục nhận các lao động Indonesia đã được lên kế hoạch đi xuất khẩu từ trước. Phía Đài Loan phản hồi trước mắt họ sẽ ưu tiên lao động ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, vấn đề với Indonesia, cả hai sẽ tiếp tục đàm phán để giải quyết các lo ngại. Một động thái có thể làm Trung Quốc khó chịu, mới đây Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu thông báo đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, Andrew Wheeler, để bàn về tăng cường hợp tác song phương. Ông Wu bày tỏ cảm ơn Cơ quan Môi trường Mỹ EPA đã ủng hộ Đài Loan thời gian qua, cũng như ủng hộ quan hệ Mỹ-Đài Loan. Bên cạnh đó, ông Wu cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi người đứng đầu cơ quan môi trường Mỹ đã hủy chuyến thăm tới hòn đảo này, vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Chuyến thăm của ông Wheeler dự kiến tới Đài Loan vào tháng này. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy do một số vấn đề đối nội của nước Mỹ và khả năng phản ứng dữ dội của Trung Quốc nếu chuyến thăm được tiến hành. Thưa quý vị, sau khi gói kích thích kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 900 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua, thị trường chứng khoán thế giới đã phản ứng lên xuống trái chiều. Mỹ và châu Âu có một số dấu hiệu khởi sắc khi chứng khoán tăng giá ở các thị trường lớn như Paris, London và Frankfurt. Tuy nhiên, chứng khoán châu Á lại giảm giá như Tokyo, riêng chứng khoán Thượng Hải giảm gần 2%. Tuy nhiên, cũng tại châu Á, chứng khoán Thái Lan và Ấn Độ lại tăng giá. Gói cứu trợ 900 tỷ đô la Mỹ vừa được Quốc hội Mỹ thông qua đã được cộng đồng doanh nghiệp và người dân Mỹ chờ đợi từ lâu. Nhiều tập đoàn cho biết họ đã phải cắt giảm nhân viên, nếu không được chính phủ hỗ trợ có thể sẽ phải nộp đơn phá sản. Trong cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, Bộ trưởng Môi trường Campuchia Say Saman thông báo nước này sẽ tiếp nhận một số trang thiết bị về môi trường do Trung Quốc viện trợ trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Đại sứ Wen Jian cũng cho biết Trung Quốc luôn quan tâm đến các vấn đề môi trường của Campuchia. Hiệp định hợp tác giữa cơ quan bảo vệ môi trường hai nước được ký gần đây sẽ củng cố thêm mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp. Được biết, gói viện trợ này của phía Trung Quốc bao gồm một số bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời và các máy phát điện nhỏ gọn hiện đại. Quý vị thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kish Nobu và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh mới đây lên tiếng đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước nhằm mục đích bảo vệ ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương. Đây là lần đầu tiên hai bộ trưởng quốc phòng trao đổi trực tiếp thông qua điện đàm kể từ khi ông Kishi nhậm chức hồi tháng 9. Cuộc gọi kéo dài khoảng 45 phút. Ngoài việc đồng ý tăng cường hợp tác, như chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc tập trận chung, hai bên cũng chia sẻ quan điểm khu vực châu Á đang ngày càng phức tạp về an ninh khi Trung Quốc có những đòi hỏi vô lý về lãnh hải với Nhật Bản và về biên giới trên bộ với Ấn Độ. Hiện Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ duy trì một liên minh không chính thức gọi là Liên minh Kim Cương. Trung Quốc nhiều lần tố cáo đây là mô hình NATO của châu Á nhằm chống lại sự trỗi dậy của họ.
Trong một động thái mang tính biểu tượng, mới đây cựu đại sứ Đài Loan tại Cộng hòa Séc, ông Mei Xinyang đã tặng một cây đàn piano hiếm cho dàn nhạc giao hưởng Praha để cảm ơn người dân Cộng hòa Séc đã ủng hộ nền tự chủ của Đài Loan trước các đe dọa từ Trung Quốc. Hiện tại có nhiều chính trị gia Cộng hòa Séc công khai ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan. Hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Thượng viện và Thị trưởng thủ đô Praha đã dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân tới thăm và tìm hiểu nhu cầu hợp tác kinh tế tại Đài Loan. Chuyến thăm đã bị Trung Quốc lên án gay gắt, Bắc Kinh dọa sẽ trả đũa kinh tế và thương mại nếu Cộng hòa Séc không ngừng các chính sách ủng hộ Đài Loan. Focus Thế giới hôm nay là câu chuyện về chiến lược mới trong phát triển các tên lửa tầm xa của Nhật Bản. Đầu tháng này, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua chính sách quốc phòng mới. Trong đó đáng chú ý có bổ sung hai điều là phát triển các tên lửa tầm xa cũng như xây dựng hai chiến hạm đóng vai trò phòng thủ với hệ thống Aegis tiên tiến. Nhiều ý kiến trái chiều về việc phát triển tên lửa tầm xa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cách xa Nhật Bản, điều làm những nước láng giềng cảm thấy bị đe dọa. Được biết, tên lửa mới có thể được phóng từ mặt đất, tàu chiến và máy bay. Và trước mắt sẽ được nâng cấp lên tầm bắn khoảng 1.000 km, có thể bao phủ Triều Tiên, một phần Trung Quốc và Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu mới đây lên tiếng bảo vệ quyết định trên khi cho rằng việc xây dựng khả năng phòng thủ tên lửa cũng như tấn công chính xác là những bước ưu tiên để bảo vệ Nhật Bản khỏi các đe dọa từ Triều Tiên. Xin được chuyển sang các tin tức nổi bật trong nước. Thưa quý vị, mặc dù ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh COVID-19, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia tiếp tục giữ được đà phát triển tích cực. Thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia được dự báo có nhiều khả năng đạt 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Trong năm nay, Việt Nam có thêm 9 dự án đầu tư mới sang Campuchia, đưa tổng số dự án đầu tư của Việt Nam còn hiệu lực tại Campuchia lên 186 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2,76 tỷ đô la Mỹ. Campuchia hiện đang đứng vị trí thứ 3 trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư sang nước ngoài. Trong năm 2020, dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của kiều bào ở nước ngoài, nhưng lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh vẫn ổn định. Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm nay ước đạt khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng so với mức 5,3 tỷ đô la Mỹ năm trước. Trong khi đó, theo công bố của Ngân hàng Thế giới WB, mới đây năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam có thể giảm hơn 7% so với năm 2019, còn khoảng 15,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất. Theo thống kê mới nhất của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng qua, các nhà mạng tiến hành ngăn chặn tổng cộng 34,3 triệu lượt cuộc gọi giả mạo. Cao điểm của việc xử lý các cuộc gọi giả mạo là từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, khi Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là những hành lang pháp lý quan trọng giúp hình thành nên các chế tài xử lý dứt điểm tình trạng rác viễn thông. Theo đó, chỉ trong tháng 11, các nhà mạng đã ngăn chặn hơn 20.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác. Các thuê bao này đã bị xử lý bằng cách khóa chiều gọi đi đối với thuê bao nội mạng và khóa chiều gọi đến đối với thuê bao liên mạng. Thưa quý vị, mùa khô năm nay đang đến, một lần nữa Tây Nguyên lại diễn ra điệp khúc thiếu nước sinh hoạt, cây trồng khát cháy, mất mùa vị hạn. Thế nhưng nghịch lý thay, nhiều dự án cấp nước tập trung, kênh mương, phục vụ sản xuất được đầu tư tiền tỷ tại nhiều địa phương trong khu vực lại bị bỏ hoang. Chỉ riêng tại tỉnh Đắk Lắk đã có 6 công trình cấp nước kém hiệu quả, 46 công trình không hoạt động trong tổng số 112 công trình được đầu tư hoàn chỉnh. Tình trạng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị bỏ hoang cũng xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Đắk Nông hiện có 246 công trình cấp nước tập trung, thì có tới 164 công trình ngừng hoạt động. Trong khi đó, mùa khô khu vực này như chảo lửa thiêu trụi mọi cây trồng. Nông dân muốn cứu cây trồng phải bỏ vài chục triệu đồng từ đào ao khoan giếng. Quý vị thân mến, nhiều năm qua, một số hệ thống kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh và tiếp giáp một phần thuộc tỉnh Bình Dương luôn nằm trong tình trạng ô nhiễm nặng nề. Đơn cử là kênh Ba Bò, một trong những tuyến tiêu thoát nước chính của tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 6,6 km. Suốt nhiều năm qua, sinh hoạt của người dân khu vực gần tuyến kênh này đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Có hộ trong vùng đã phải bán nhà bỏ đi vì không thể chịu nổi sự ô nhiễm. Đáng quan tâm là từ năm 2007, thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án cải tạo kênh này với tổng vốn đầu tư 307 tỷ đồng. Năm 2009, dự án phát sinh xây thêm hồ sinh học, trạm bơm xử lý ô nhiễm khiến cho tổng vốn đầu tư cải tạo kênh Ba Bò tăng thêm là 744 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn đầu tư để cải tạo kênh Ba Bò đã lên đến gần 1.100 tỷ đồng, nhưng thực tế kênh Ba Bò vẫn ô nhiễm triền miên.
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân, sinh năm 1980, trú tại thành phố Huế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, đối tượng này là giám đốc chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn du học du lịch Âu Mỹ Úc. Ân hứa hẹn làm thủ tục cho những người có nhu cầu đi du học tại Canada và đã chiếm đoạt tiền của 15 bị hại, mỗi trường hợp từ 90 đến 210 triệu đồng, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và bỏ trốn. Từ ngày 2 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng này. Thưa quý vị, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp cùng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp Phạm Thanh Tưởng, sinh năm 1993, ngụ tại Đà Nẵng cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Theo điều tra, từ đầu tháng 11 năm 2020, lợi dụng sự sơ hở của các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, nhóm đối tượng này đã đưa tiền giả mệnh giá cao để mua hàng hóa giá trị thấp, sau đó lấy tiền thừa. Quá trình điều tra, Công an thu thập được các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị hại và thu giữ hàng chục triệu đồng tiền giả và làm rõ vai trò cầm đầu của Phạm Thanh Tưởng. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như máy in tiền giả, các tờ giấy có in hình tiền mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng tại nơi ở của đối tượng. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa lập hồ sơ điều tra vụ cướp tài sản theo trình báo của một tài xế xe ôm công nghệ. Nạn nhân là một tài xế xe ôm GrabBike. Trước đó, anh này nhờ chở một khách nam không rõ lai lịch, không qua ứng dụng, chạy lòng vòng nhiều tuyến đường theo yêu cầu để tìm con gái. Sau hơn 2 giờ chạy tìm, anh này cùng người khách đến quán cà phê ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú để ngồi nghỉ ngơi, uống nước. Vị khách nhờ tài xế trên mua giúp thuốc uống để đỡ mệt. Anh quay lại thì được mời uống một chai nước. Sau khi uống nước mà vị khách đi xe mời, nam tài xế phát hiện tài sản gồm ví tiền và xe máy biến mất không dấu vết. Công an thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa cảnh báo tới người dân cần tuyệt đối cảnh giác với việc được mời ăn, uống từ người lạ vì có thể bị bỏ thuốc mê để cướp tài sản. Thưa quý vị, bức ảnh trong ngày của bản tin tối hôm nay, Ngọc Mai xin chuyển đến quý vị đó là bức ảnh về cảnh đẹp mùa đông ở bang Bavaria, nằm ở vị trí trung tâm của châu Âu, thuộc miền nam nước Đức, giáp với Thụy Sĩ, Áo và Cộng hòa Séc. Nơi đây được mệnh danh là trái tim của châu Âu, không chỉ bởi vị trí của mình mà còn ở sự hấp dẫn đầy lôi cuốn bởi vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp cổ kính của những lâu đài hàng ngàn năm tuổi. Những ngày cận kề Giáng sinh này, Bavaria đang đón một mùa đông với những địa điểm tuyệt vời như cảnh thần tiên trong truyện cổ tích. Màu sắc của bầu trời phản chiếu trên tuyết với khung cảnh trắng xóa khiến mọi phong cảnh đóng băng trở thành những địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn, trải nghiệm cho những ai yêu thích mùa đông châu Âu. Trinh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, dịp Giáng sinh cũng như là lễ Tết đang đến gần và đây là dịp mà chúng ta thường tổ chức cũng như là tham gia những bữa tiệc để cùng quây quần gặp gỡ với bạn bè và gia đình. Và thức uống và ẩm thực là hai thứ không thể thiếu trong những bữa tiệc quây quần này. Và thưa quý vị, rượu vang là một thức uống thể hiện cái tính sang trọng cũng như là mang ý nghĩa may mắn cho chúng ta trong những dịp lễ Tết. Và trong chuyên mục Cuộc sống thông minh trên kênh FBNC ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Linh Kinh Vũ, là quán quân chuyên gia rượu vang năm 2019 của Việt Nam. Anh Linh Kinh Vũ sẽ mang đến cho chúng ta một vài những kiến thức rất là quan trọng đối với rượu vang cũng như là làm sao mà chúng ta thưởng thức được rượu vang một cách tốt nhất. Chào anh Linh Kinh Vũ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh có thể chia sẻ một vài những thông tin về anh không? Dạ, chắc rồi. Vâng, thì chào các bạn. Mình tên là Linh Kinh và mình hiện giờ là mình giám đốc đào tạo cũng như là head sommelier của công ty rượu vang Đào Lộc và thương hiệu bán lẻ WeWay. Lần đầu tiên thì Tú Trinh nghe đến cái chức danh cũng như cái nghề là sommelier, nghe nó rất là lạ và nghe nó giống như là tiếng Pháp đúng không? Thì anh Linh Kinh có thể giải thích cái sommelier là gì không? Thì từ sommelier bắt nguồn từ sommelier thì có nhiều ý nghĩa. Thì sommelier bắt nguồn từ đồ uống. Và sommelier vì thế xoay quanh việc là đồ uống và là cơ bản sẽ là người phục vụ rượu vang, là chuyên gia rượu vang trong một mỗi nhà hàng và người chịu nhiệm từ A đến Z trong việc vụ rượu vang, đồ uống trong một nhà hàng nhất định. Thì bắt đầu từ việc chọn lựa rượu vang này, làm menu rượu, việc training nhân viên cho đến việc giới thiệu sản phẩm đến mỗi người khách, làm sao cho trải nghiệm của khách hàng đến được trọn vẹn nhất. Với sommelier hiện nay thì với công ty rượu vang thì như bản thân Lincoln thì Lincoln sẽ chịu nhiệm nhiều nhất về mảng sản phẩm,
tức là đảm bảo cho chất lượng sản phẩm này, thành ra chất lượng định hướng sản phẩm cho công ty. Tiếp theo đó sẽ là việc training, đào tạo. Vâng, như vậy thì chúng ta đi ngay vào cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, bởi vì tôi trên đến đây cũng có dịp tham quan nơi làm việc và một cái showroom rượu vang như thế này. Thì đối với tôi trên thì cũng không có biết quá nhiều về rượu đâu, nhưng mà thường thường khi mà đến những bữa tiệc hoặc là những cái buổi gặp gỡ gia đình bạn bè đó, thì chương trình cũng thường hay uống rượu vang, bởi vì rượu vang là một cái loại rượu rất là dễ uống cũng như là dễ tạo cho người ta một cái cảm giác hưng phấn, thoải mái, vui vẻ. Thì làm thế nào để mà khách hàng cũng như mà để cho Tú Trinh có thể lựa chọn được một cái chai rượu vang mà nó vừa chất lượng mà cũng có thể thưởng thức được một cách tốt nhất cái chất lượng của nó? Chắc chắn rồi. Thì điều đầu tiên để giúp các bạn được chọn lựa một chai rượu vang phù hợp nhất, chúng ta đầu tiên nên nhìn vào những nhà cung cấp, những đơn vị cung cấp rượu vang với nguồn gốc, với uy tín, làm sao cho chất lượng của chúng ta có nguồn gốc tốt nhất. Tiếp theo, cơ sở cung cấp rượu vang đó cần có những điều kiện cơ sở vật chất tối ưu, làm sao để chất lượng một chai rượu vang được nhập từ châu Âu, ví dụ này, về đến Việt Nam được đảm bảo chất lượng cao nhất đối với người tiêu dùng. Điều thứ hai thì có một điểm mà Linh rất muốn chia sẻ với các bạn là hiện giờ nhiều người uống rượu vang hay là thức rượu vang nhìn vào vẻ bên ngoài nhiều hơn. Thì nhìn vào bên ngoài cũng tốt, bởi chúng ta đây có với mỗi nhãn chai để có rất nhiều thông tin mang đến chúng ta, từ phong cách rượu vang cho đến nhà làm rượu, như cho đến cái khả năng lưu giữ của nó. Tuy nhiên thì với nhiều người hay bị hiểu nhầm một chút là nhìn vào chai rượu vang, ta sẽ đánh giá chai rượu vang này to không, đít chai có sâu không, nhãn chai bằng thiếc hay bằng nhôm hay bằng chất liệu nào đó thật là đẹp, hay là nút chai phải là nút vặn hay là nút nút gỗ, hoặc là độ cồn phải như nào trên nhãn chai để được một chai rượu vang tốt nhất. Thì hiểu nhầm đó, đấy là những hiểu lầm rất là cơ bản. Đơn cử đây thì ví dụ đây chúng ta có hai chai rượu vang ở đây. Với hai phong cách khác nhau, chúng ta có một chai rượu vang từ châu Âu để một chai rượu vang từ Ý. Với chai rượu vang này thì chúng ta có những thông tin như sau. Giả sử đây cho chị Trinh xem luôn. Với Capieto thì đây là tên nhà làm rượu, bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin nhà này. Vina Nobile di Montepulciano thì đây sẽ là những quy chuẩn về xuất xứ rượu vang. Chi tiết này sẽ rất quan trọng, mang đến cả phong cách cũng như là giống nho sử dụng với những dòng rượu vang đến từ Pháp và Ý. Ngoài ra chúng ta đây có Reserva, một cái chi tiết nữa về cái nhãn rượu vang. Ở đây chúng ta có 2015. Nhiều người hay nhầm đây là năm sản xuất, năm đóng chai. Thực ra đây là chính là năm thu hoạch của nho được dùng cho rượu vang này. Và cuối cùng chúng ta biết luôn đây là một chai rượu vang Tuscany của Ý. Đến những chai từ thế giới mới, ví dụ như đây chúng ta một chai từ Úc, thì thông tin sẽ trở nên rõ ràng hơn. Là ở đây chúng ta có một chai Sanyalet Oblock Syrah. Chính thấy luôn, Sanyalet đây nó chính là tên nhà sản xuất. Oblock là tên chai rượu này, và giống nho sử dụng đây là Syrah được ghi rõ trên nhãn chai luôn. Cùng với đó 2015 từ vùng Barossa và Úc, thông tin nó rất là cụ thể rồi. Và với một người thực sự yêu rượu, chúng ta từ thông tin đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chất lượng của chai rượu này, khả năng lưu trữ của nó này, cũng như là mục đích sử dụng, tính chất của nó, và làm sao cho chai rượu đó phù hợp nhất với tầm giá của mình. Chứ hoàn toàn như bạn thấy, đây một chai rượu vang từ Úc rất là đắt có thể nói, nhưng lại một chai nút vặn. Một người nhìn vào những có thể nghĩ đây là một chai rượu vang chất lượng vừa phải thôi. Và cái này là những sai lầm mình hy vọng là với người tiêu dùng thông thái sẽ tránh được những sai lầm đó. Nghĩa là nếu như mà chọn rượu vang thì chúng ta cũng không nên nhìn quá về cái bề ngoài, về cái hình thức cũng như là cái loại nắp chai như là anh Lincoln vừa nói, mà thay vào đó thì chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, để ý kỹ hơn về những cái thông tin ở trên chai rượu. Và như vậy thì từ những cái thông tin đó chúng ta sẽ có thể nghiên cứu cũng như là tìm hiểu ở trên mạng, hoặc là từ bạn bè, hoặc là từ những chuyên gia tư vấn như anh Lincoln, để mà xác định rằng là cái chai rượu đó nó có phù hợp với mình hay không. Đúng không ạ? Và có một trong những cái mà có thể nói là hiểu lầm rất là thông dụng, đó là không biết có phải là hiểu lầm không, nhưng mà người ta hay nói rằng là rượu để càng lâu thì càng ngon. Thì đối với rượu vang thì cái yếu tố này có đúng hay không ạ? Thì cái này thì Lincoln rất hiểu, tại vì ngay cả bản thân bố mẹ Lincoln cũng rất hay để rượu vang trên bàn thờ, để rất lâu trên bàn thờ, nghĩ là để càng lâu càng ngon. Thì cái này thì rất khó thay đổi nhận thức của người Việt Nam. Tuy nhiên, với một người đam mê rượu vang, một người tìm hiểu rượu vang kỹ một chút, thì chúng ta đều hiểu rượu vang có một khoảng thời gian nhất định, một cái khoảng thời gian tối ưu cho thưởng thức. Một chai rượu vang bình thường sẽ được nên trải nghiệm trong vòng 3-5 năm. 70% rượu vang thế giới sẽ nên uống trong tầm 3-5 năm. Tuy nhiên, có những chai rượu vang chúng ta hoàn toàn thể để được 10 năm, 20 năm,
hoặc có thể nhiều hơn nữa. Ví dụ như một chai lâu nhất Lincoln được uống có thể năm 1952. Từ như đây là khoảng gần 70 năm rồi. Rất là lâu, nhưng mà chất lượng chai hoàn toàn là tốt. Tuy nhiên, để đạt được cái yếu tố đó, để lâu như thế, chai rượu đó phải có những chất lượng nhất định, từ những phong cách nhất định, không thể bất kỳ chai rượu nào đều thể để được lâu. Và đến như vậy thì anh nói là từ 3 đến 5 năm, thì là kể từ cái ngày như ở đây là cái ngày 2015, tức là cái ngày mà nho được thu hoạch, hay là cái ngày mà cái chai này được đóng chai, được sản xuất? 3 đến 5 năm đây chúng ta nói chủ yếu về những cái năm thu hoạch của một chai rượu. Đa phần rượu vang sản xuất ra thị trường mà chúng ta thì nên thưởng thức luôn, như là luôn trong 3 5 năm, để làm sao mùi vị hoa quả được trọn vẹn nhất, như là những cái phong cách rượu vang nhà xuất muốn đưa đến chúng ta được gần gũi nhất. Tuy nhiên, không phải là chai rượu vang nào cũng mở ra uống được luôn. Ví dụ như đây, chúng ta có chai 2015 ở đây. Thì cái chai này là một loại ngoại lệ. Chai Sanyalet Oblock này thậm chí có thể để được 10, 15, thậm chí là 25 năm tối đa. Bởi vì nhà rượu đã có đưa vào đây những dòng nho rất là tốt này, chất lượng nho rất là cao. Và khi sản xuất ra, chai rượu đấy chưa hoàn toàn thể hiện được trọn vẹn cái chất lượng của nó, mà phải cần thêm một số yếu tố nhất định từ thời gian, như ta bảo là nhúng màu thời gian, để cho chai rượu có thêm sự phức hợp, như thêm cân bằng hơn về chất lượng. Và một cái nét tinh tế của đồ uống nói chung cũng như là rượu nói riêng đó là kết hợp với lại ẩm thực. Một cái suy nghĩ mà khá là thông thường khi mà thưởng thức đồ uống cũng như là rượu, thì người ta thường hay nghĩ rằng là rượu cũng như là rượu vang thì chỉ có thể kết hợp được với đồ ăn Tây Âu thôi. Thì đây có phải là một cái suy nghĩ đúng không ạ? Thì sự thực rằng là văn hóa rượu vang rất mạnh ở bên châu Âu. Và ở bên đấy thì rượu vang, ẩm thực là hai cái đi luôn luôn song với nhau. Ở Việt Nam hay ở châu Á thì rượu vang là một gì đó khá là mới. Tuy nhiên với vai trò một người sommelier này, như là muốn hướng đến cái văn hóa rượu vang trở nên gần gũi hơn với người Việt Nam, thì cần cũng đã thử bản thân cũng như là đã trải nghiệm rất nhiều những bữa tiệc mà đồ ăn Việt Nam đi cùng với cả rượu vang, và khá là bất ngờ vì nhiều trong số đó đã khiến cho ngay cả người châu Âu thưởng thức sự kết hợp đó, và đã phải khẳng định rằng là rượu vang hoàn toàn sẽ kết hợp với cả đồ ăn châu Á, đặc biệt là đồ Việt Nam. Và đến bây giờ thì hy vọng là chị Trinh sẽ có thời gian để chúng ta có thể trải nghiệm điều đó ngay bây giờ. Thì đầu tiên chúng ta có một món ăn truyền thống của người Việt Nam, món nem, hay miền Nam cũng hay gọi là món chả giò. Với món này chúng ta có lớp vỏ giòn ngoài này rất là ngậy béo này, bên trong có rất nhiều mùi, có nhiều loại rau củ kết hợp với các loại thịt trắng, trong đó có tôm, có thể có thịt heo, có thể có sợi miến. Thì với món này ở đây chúng ta có thể sử dụng những chai rượu vang với hương hoa quả tươi, độ chua thật là tốt. Ví dụ như đây chúng ta có Domentarique đến từ Pháp, một chai rất nhiều mùi hương mơ, quả có múi, chanh, bưởi, với độ chua thực là sự rất tốt để cân bằng độ ngậy béo trong món ăn này. Ngoài ra chúng ta có thể nghĩ đến những giống nho khác như Sauvignon Blanc đến từ New Zealand, hay là những dòng băng sủi, thậm chí là champagne, thì hoàn toàn thể cân bằng được với món ăn truyền thống của Việt Nam này. Thì xin mời chị Trinh thưởng thức nhé. Sức thú vị khi mà được biết rằng là rượu vang có thể kết hợp với lại đồ ăn châu Á, đặc biệt đồ ăn Việt Nam của chúng ta một cách rất là ngon và rất là hòa hợp như vậy. Một điều mà tôi Trinh còn được biết nữa rằng là rượu vang cũng tốt cho sức khỏe và tốt cho sắc đẹp của phụ nữ nữa. Như vậy thì uống rượu vang như thế nào cho phù hợp cũng như là tốt nhất cho sức khỏe, thì anh Đinh Kênh có thể tư vấn thêm cho tôi Trinh và quý vị khán giả. Thì như các bạn được biết thì nói chung là rượu vang đỏ, đặc biệt rượu vang đỏ thì có rất nhiều chất chống oxy hóa, như là giúp tránh sơ vữa động mạch. Rượu vang trắng hay vang đỏ thì đều mang độ cồn nhất định, và với chị em phụ nữ thì một chút hồng đều làm cho người ta xinh tươi hơn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết thì cái gì quá không tốt, và rượu vang dù gì nói vẫn là đồ uống có cồn. Bởi thế chúng ta nên sử dụng rượu vang một cách rất điều độ. Lincoln thực sự nghĩ là 1 đến 2 ly rượu vang trong ngày sẽ là cái khẩu phần tối đa nhất, tối ưu nhất cho một người thưởng thức rượu vang. Cũng nên uống vào tầm tối để tránh, ví dụ không ai uống buổi trưa để xong rồi đi làm cả. Cũng như là nên kết hợp rượu vang cùng với đồ ăn để trải nghiệm mình được trọn vẹn hơn như chúng ta đã vừa trải nghiệm. Cảm ơn anh Lincoln rất là nhiều đã đến với chương mục Cuộc Sống Thông Minh của kênh FBNC ngày hôm nay, và cũng chúc anh được nhiều sức khỏe và thành công trong tương lai. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Trinh. Thì thay lời kết thì Lincoln cũng mong muốn các bạn sau buổi hôm nay có thêm nhiều kiến thức
cũng như là có thể khả nghiệm nhiều hơn về rượu vang, phát triển thêm tình yêu cũng như là tìm được những chai rượu vang thật đồng điệu với tâm hồn của mình. Chắc chắn là như vậy rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị. Chuyên mục Cuộc sống thông minh trên kênh FBNC đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng quý vị đã có được những thông tin bổ ích và thú vị dành cho mình. Cảm ơn quý vị và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Quý vị vừa điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý trong ngày của quốc tế và tình hình trong nước mà các bản tin của FBNC truyền tải trên nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin tỷ giá, giá vàng, bản tin kinh tế và tin sáng 30 giây vào sáng mai ngày 24 tháng 12. Quý vị hãy bắt tín hiệu cùng với FBNC và theo dõi nhé. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Ở bản tin kinh tế FBNC, Bộ Công Thương đã chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán ngộ dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc, quyết định có hiệu lực trong vòng 5 năm tính từ ngày 21 tháng 12 năm 2020. Trên thế giới, EU cân nhắc đề xuất mới của Vương quốc Anh về quyền đánh bắt cá. Theo Bloomberg, Liên minh châu Âu-EU đang cân nhắc một đề xuất mới của Vương quốc Anh về quyền đánh bắt cá trong bối cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận thương mại Brexit trước ngày 31 tháng 12. Theo đề xuất mới nhất, Anh sẵn sàng cho phép các tàu của EU giữ lại 2/3 sản lượng đánh bắt được. Bản tin tỷ giá FBNC. Đồng đô la Mỹ tiếp tục được lựa chọn làm tài sản an toàn, đã đưa vàng giảm mạnh sau khi lên đỉnh 6 tuần. Không ngoài xu hướng chung, vàng miếng SJC giảm ngày thứ 3 liên tiếp, ngày càng rơi sau mốc 56 triệu đồng một lượng. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá, giá vàng, chứng khoán hôm nay. Trong tin sáng 30 giây sáng mai 24 tháng 12, 30 giây Focus, một Giáng sinh rất khác giữa Sài Gòn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là thành phố năng động vào bậc nhất của Việt Nam, Giáng sinh bao giờ cũng là mùa rộn ràng với sự giao lưu văn hóa đa quốc gia, đa sắc tộc trong lễ hội mùa đông. Bởi hàng chục năm qua, khách quốc tế, cư dân đa quốc gia đã là một phần cố hữu của Sài Thành. Thế nhưng Giáng sinh giữa mùa Covid-19 này, mọi việc đã có nhiều thay đổi. Đó cũng là nội dung của Focus tin sáng 30 giây. Chuyên mục lan tỏa 30 giây tin sáng ngày mai, FBNC mời quý vị cùng khám phá những món quà Giáng sinh độc đáo được chế tác từ vỏ trứng để có thêm lựa chọn về những món quà cho người thân và bạn bè trong dịp này. Những thông tin này sẽ có trong tin sáng 30 giây ngày mai. Quý vị đón theo dõi nhé! Bản tin tối cùng FBNC với những thông tin chính yếu trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo cũng đã được Ngọc Mai cập nhật nhanh nhất đến cho quý vị. Hãy cùng với FBNC đồng hành trên các nền tảng, kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC, Facebook FBNC để cập nhật những thông tin hữu ích nhất nhé quý vị. Còn bây giờ Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.